phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết. Ngươi chọc hắn làm gì? Hắn phi bài trảm rùi bỏ. Tề lân chỉ là một cái bình thường không có gì là tiểu chủ trì, lại ngoài ý muốn thức tỉnh quốc thuộc hệ thống. Bắt đầu phần thưởng cho người mới, phi bài trảm rùi bỏ. Hạ quốc cấm lấy võ phạm cấm, tề lân một thân thần kỹ không có chỗ sử dụng. Nghĩ tới nghĩ lui, đông quốc loại này ngư long hỗn tạp địa phương mới thích hợp với mình nhất phan biết suy nghĩ của tề lân lại rối rít nổ tung chủ trì đông quốc đi không được a à, nơi đó tắt thắt lưng tôn ngộ không đi cũng phải lưu lại kim cô bổng ngưu ma vương đi còn phải để lại cây. ngẫm lại nhĩ khang a à, hắn đường đường là một phò mã gia cũng không về được khuyên người dẫn chương trình đừng lấy sinh mệnh ra đùa giỡn mau trở về tề lân sờ sờ trong túi bài tay mỉm cười các huynh đệ ta sống lâu một ngày cho ta khen thưởng mười quả hỏa tiễn được không? Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt trước. Không không một nhân họa đắc phúc, kỹ thuật giết người, phi bài thuật. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đại nam nhân, sao lại không có vợ, một nữ nhân không biết kiềm chế, người dẫn chương trình không cần lưu luyến nữa. Ai, nói thì dễ thôi, người dẫn chương trình là mối tình đầu thức đêm phát sóng trực tiếp kiếm tiền đều là vì người phụ nữ kia đúng vậy a à, mỗi tháng mấy ngàn đồng đều cho nữ nhân kia chính mình chỉ để lại hai trăm đồng sinh hoạt phí gặm bánh bao ta làm sao lại không gặp được tốt như vậy nam nhân đâu ngôi sao xanh hạ quốc trong một gian phòng trọ một thanh niên đang hai mắt vô thần tựa vào ghế edport hắn gọi tề lân một cái bình thường điểu ti có chút trò chơi thiên phú Dựa vào tiếp nhận danh sách luyện tập, bồi chơi miễn cưỡng có thể nuôi sống chính mình. Nửa năm trước, thông qua bạn tốt giới thiệu, hắn quen biết một em gái tướng mạo ngọt ngào, kẹp âm, hơn nửa dần dần trở thành tình nhân. Vốn tưởng rằng tìm được tình yêu đích thực, Tề Lân đem tất cả những gì cho là tốt nhất đều cho đối phương. Hơn nữa đã cùng cha mẹ thương lượng xong, đem nhà ở quê bán đi, ở thành phố Giang Hán trả một căn nhà cho bạn gái một niềm vui bất ngờ, lại cầu hôn cô nhưng chỉ hai giờ trước thôi cái gọi là bạn gái này lại cho tề lân một cái kinh hỉ đới hà tay kéo một phú nhị đại xông vào phòng hắn phát sóng trực tiếp tề lân ngươi không cho ta thứ ta muốn ta đã tìm được tình yêu đích thực của mình chúng ta dừng ở đây đi tề lân khó có thể tin được cậu cậu đây là muốn chia tay với tôi đới hà cười nhạt chúng ta không phải bạn trai bạn gái nói gì chia tay tôi chỉ nói với anh sau này đừng quấy rầy tôi nữa nói đến đây đới hà làm nũng với bạn trai phú nhị đại bây giờ anh tin rồi chứ em và thằng nhóc này căn bản không có gì là nó theo đuổi em em không đồng ý mà thôi phú nhị đại uông thành khinh miệt nhìn tệ lân chính mình cũng nuôi không sống còn học người ta liếm chó không có tiền thích hợp sống kiếp sau với tay phải của mình đới hà không muốn phú nhị đại ở chỗ này lâu miễn cho lời nói dối của mình bị vạch trần nàng kéo cánh tay phú nhị đại, xoay người không chút lưu luyến rời đi. Thành ca, gần đây có rất nhiều người đến cốc thành Đông Quốc, người ta cũng rất muốn đến đó lặn xuống nước, ngồi du thuyền, ăn hải sản, anh cũng mang người ta đi mà, được được được, đi Đông Quốc mà thôi, không tốn bao nhiêu tiền, lần này thành ca dẫn em đi chơi cho đủ. Tệ lân Con người dù sao cũng là động vật tình cảm, mối tình đầu cứ như vậy qua loa kết thúc. Trong lòng tệ lân vẫn rất khó chịu. Đinh đạt tới điều kiện kích hoạt hệ thống. Thất tình một lần. Hệ thống quốc thuật đang được kích hoạt. Hệ thống kích hoạt thành công, thưởng cho tân thủ một gói quà lớn. Tề Lân còn chưa bắt đầu ngọc ngọc, bên tai truyền đến một đạo tiếng máy móc. Hệ thống quốc thuật. Ta cư nhiên kích hoạt hệ thống. Tề Lân vừa mừng vừa sợ. Thân là một người bình thường, kích hoạt hệ thống, tương đương với từ nay về sau cải biến vận mệnh hơn nữa còn là bởi vì thất tình, mới kích hoạt hệ thống, nói như vậy, ta còn muốn cảm tạ đái hà nữ nhân này. Đây là nhân họa đắc phúc A. Tệ lân trong lòng cảm thán Hắn trước kia quan tâm đái hà, đó là bởi vì hắn tự thân điều kiện bình thường, tìm được một cái như vậy ngọt ngào mùi tử, đã rất không dễ dàng. Nhưng nếu có hệ thống, đới hà tướng mạo 70 điểm, hóa trang mới có thể đạt tới 80 điểm thì tính là gì? lồng ngực tề lân ngọc ngọc thoáng cái thoải mái, một mảnh quang minh. Hệ thống, mau mở gói quà lớn cho người mới ra. Tề lân khẩn cấp nói với hệ thống. Hệ thống. Mở ra tân thủ đại lễ bao, chúc mừng ký chủ đạt được. Phi bài thuật. Ký chủ. Tề lân. Có được kỹ năng. Phi bài thuật, khoảng cách 10 mét, có thể phóng ra phi bài số. Một lá. Thuộc phi bài có thể dễ dàng chém vết rùi bọ trong phi hành như màn hình Internet không? Biết được kỹ năng hệ thống khai ra là phi bài thuật, Tề Lân tò mò hỏi. Trong nháy mắt bay ra bài xì phé, quả thực là vừa đẹp trai vừa hiên ngang, nam sinh nào không ảo tưởng mình có thể nắm giữ kỹ năng huyễn khốc như vậy. Hệ thống Màn hình Internet toàn dựa vào cắt, 10 lần cũng chưa chắc sẽ trúng một lần, ký chủ phi bài thuật trăm phát trăm trúng, hơn nữa có thể dễ dàng đưa người vào chỗ chết những cái kia internet chủ trì không xứng cùng so sánh c hệ thống này thật ngạo khí a bất quá kỹ năng này cũng quả thật trâu bò cương nhiên bách phát bách trúng hơn nữa còn có thể đẩy người vào chỗ chết da người kỳ thật rất cứng cỏi người dẫn chương trình internet nhiều lắm cũng chỉ có thể làm bị thương da chứ mà muốn đưa người vào chỗ chết nhất định phải truyền qua da cái này phải bao nhiêu khí lực còn có hạch tâm kỹ xảo cho dù phi bài thuật này lợi hại, ở Hạ Quốc có thể có ích lợi gì. Hạ Quốc lấy võ phạm cấm, phía chính phủ cấm ẩu đả, người đánh người một quyền đều phải tiến quốc tử, huống chi dùng phi bài bắn chết người khác. Nếu ta thật sự triển lãm, còn không phải đi quốc tử lập hồ sơ sao? Ngay lập tức. Tề lân liền cười khổ không thôi, cảm giác hệ thống này không hề có đất dụng võ. Nhắc nhở ký chủ, Hạ Quốc là trên thế giới an toàn nhất quốc gia nhưng là có chút quốc gia còn ở vào hỗn loạn ở trong ký chủ hoàn toàn có thể đi những quốc gia này xông ra một mảnh thiên địa tề lân vết bẩn sao ta không nghĩ tới điểm này giống như đông quốc gần đây vẫn không yên ổn các loại tình huống liên tiếp phát sóng ta đi nơi đó làm truyền hình trực tiếp có thể hay không trực tiếp bạo hỏa ý nghĩ này của tề lân vừa ra hệ thống tuyên bố nhiệm vụ đi đông quốc cốc thành du lịch khen thưởng Hoàng Kim Bảo Rương một cái. PS Không nhìn đã nghiền các huynh đệ, có thể đi xem tác giả 200 vạn chữ hoàn tất sách cũ nhân vật phản diện. Không có đạo đức, sẽ không bị bắt cóc, click vào tác giả bút danh Đồ Tề Trạng là có thể tìm được. Toàn bộ quá trình tự tay viết, tuyệt không viết hộ, yên tâm ăn. Không không hay, phan hâm mộ nổ, hảo ngôn khó khăn khuyên chịu chết quỷ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tề Lân là một người có khả năng chấp hành rất mạnh. Nếu đã quyết định muốn đi Đông Quốc Cốc Thành, hắn chuẩn bị đem chuyện này nói cho fan của mình. Đại Nam Nhân nên đi ra ngoài lan bạc một mảnh sự nghiệp. Các ngươi nói đúng, ta đỉnh thiên lập địa một hán tử, sao có thể đem tâm tư toàn bộ đặt ở trên người một nữ nhân? Chỉ cần có tiền vốn có việc, ta làm sao không có vợ? Tề Lân đảo qua thần sắc chán chường, bỗng nhiên ngồi thẳng người mấy ngàn fan trong phòng truyền hình trực tiếp, đều là fan cũ hơn một năm, vẫn rất quan tâm trạng thái của Tề Lân. Thấy Tề Lân từ trong ngọc ngọc đi ra nhanh như vậy, các fan nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Người dẫn chương trình thật tình, tôi không sai người, đàn ông chúng ta nên kiên cường, rời xa phụ nữ cũng có thể sống. Đánh trống khu chiên, lại xông vào hẻm núi Triệu Hoáng Sư, ta kỳ thật đã sớm cảm thấy, người dẫn chương trình có thiên phú đánh nghề. Chủ trì Ta khen thưởng ngươi một quyển sách ma pháp, chúng ta đi tạc hoàng kim cục." Tề Lân vẻ mặt kinh ngạc. "Các ngươi hiểu lầm ý của ta sao? Ta nói lang bạc là xuất ngoại, ta không muốn phát sóng trực tiếp trò chơi." Lời này vừa nói ra, màn đạn lập tức dừng lại. Bất quá lập tức, màn đạn lại sinh động hẳn lên. Xem ra người dẫn chương trình vẫn chưa đi ra, đây là chuẩn bị ra ngoài giải sâu. Giải sâu cũng tốt, tôi đề cử đi Tây Nam, Bắc Âu phong cảnh cũng không tệ, hơn nữa cũng an toàn hơn. Đi áo đảo hoặc hương giang cũng rất dễ chơi. Muốn hướng dẫn du lịch, người dẫn chương trình có thể trực tiếp tìm chúng tôi, miễn cho anh tiêu quan uống tiền. Tề lân lắc đầu. Những nơi này ta đều không muốn đi, quá đắt, ta hiện tại chỉ có thể đi được Đông Quốc. Người hâm mộ. Hai chữ Đông Quốc vừa ra. Toàn bộ phòng truyền hình đều im lặng. Nhưng giây tiếp theo truyền hình trực tiếp nổ tung chủ trì đông quốc đi không được a à, nơi đó tắt thắt lưng tôn ngộ không đi rồi đều phải lưu lại kim cô bổng ngưu ma vương đi cũng phải lưu lại cây ngẫm lại nhĩ khang a à, hắn đường đường một phò mã cũng không về được khuyên người dẫn chương trình đừng lấy sinh mệnh ra đùa giỡn nhanh chóng bỏ đi ý nghĩ này màn đạn điên cuồng soát bình luận đều là khuyên tệ lân không nên làm chuyện ngu ngốc ngành du lịch đông quốc phát triển nhưng cũng hỗn loạn không chịu nổi ngư long hỗn tạp trước kia internet không phát triển ngược lại không có ai phát ra nhưng theo một số tin tức nổi tiếng trên mạng gần đây mọi người mới thấy được bạo lực huyết tinh ẩn giấu dưới một mảnh phùng hoa tề lân vẽ mặt đơn thuần chớp chớp mắt các ngươi nói quá dọa người đi chỉ cần không đi nơi hẻo lánh không được sao hơn nữa nơi đó chúng ta hạ quốc nhân nhiều như vậy cũng sẽ chiếu cố ta đi các phan quả thực hết chỗ nói rồi người dẫn chương trình cần chú ý nhất ở nước ngoài chính là người hạ quốc được không tham lam chẳng phân biệt biên giới hơn nữa bởi vì hiểu rõ người đồng tộc bọn họ ra tay càng ác chủ trì tiền không đủ cũng có thể ở hạ quốc du lịch nhà làm gì nhất định phải muốn đi đông quốc du lịch phan còn đang khuyên tề lân nhưng lúc này tề lân đã lấy điện thoại ra nhìn vé máy bay vé máy bay cũng không tính là rẻ một vé năm nghìn tệ tề lân trực tiếp gọi điện thoại cho mẹ mẹ con thất tình rồi bên kia trầm mặc một hồi sau đó truyền đến một giọng nói nhu hòa thất tình cũng là một lần kinh nghiệm nhân sinh tiểu lân nhà chúng ta ưu tú như vậy còn lo lắng về sau không tìm được bạn gái sao luôn so sánh vợ với mẹ giờ này khắc này tề lân cảm thấy bạn gái tính là cái gì bạn gái sẽ vì bạn không có tiền mà thất thế mà rời xa bạn nhưng mẹ lại vĩnh viễn yêu bạn không hề giữ lại vào thời điểm khó khăn nhất tề lân tiếp tục nói tôi muốn đi du lịch giải sầu từ lam biết tiền của con trai đều đưa cho bạn gái kia trên người vẫn không có bao nhiêu tiền mẹ hiện tại liền chuyển cho con một vạn khối dùng xong lại nói với mẹ một mình ở bên ngoài chú ý an toàn tùy thời gọi điện thoại cho trong nhà báo bình an biết không từ mẫu trung tuyến du tử thân áo tề lân nghe thấy ấm áp trong lòng cúp điện thoại điện thoại di động nhắc nhở một vạn đã đến sổ sách tề lân không chút do dự trực tiếp mua một tấm vé máy bay đêm nay đến đông quốc cốc thành vé máy bay đông quốc cốc thành đã mua xong các huynh đệ ngày mai chúng ta gặp nhau ở cốc thành tề lân cua cua điện thoại di động đưa cho cư dân mạng còn đang khuyên hắn xem chết tiệt chủ trì lại thật sự mua vé máy bay cốc thành xong rồi phát sóng trực tiếp vẫn là không nghĩ thông a à, thất tình sau khi đều muốn tìm chết đi đông quốc nơi kia còn có thể còn sống trở về sao. tôi đánh cuộc với tính cách đơn thuần của người dẫn chương trình không đến một ngày cũng được dê chủ trì hiện tại trả vé còn kịp trân ái sinh mệnh rời xa đông quốc tề lân không nghe phan cằn nhặn nữa trực tiếp tắt phát sóng trực tiếp nhìn phòng truyền hình trực tiếp đen thui. Cư dân mạng tuyệt vọng nhau nhau đánh xuống một hàng chữ. Lợi hay khó khuyên quỷ chịu chết. 003, dây chuyền vàng, đồng hồ nhỏ đeo tay, vì nước làm vẻ vang. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tắt phát sóng trực tiếp, tề lân cũng không nhàn rỗi. Thu dọn đồ đạc ngay lập tức. Hắn là một người đàn ông độc thân, kỳ thật cũng không có bao nhiêu gia sản, ngay cả một cái rương cũng không chứa đầy, liền trực tiếp thu dọn xong xuôi. Còn phải mua bộ bên ngoài chuyên nghiệp phát sóng trực tiếp thiết bị A, bằng không đến lúc đó làm sao phát sóng trực tiếp. Tề lân chuẩn bị ra ngoài mua một bộ thiết bị phát sóng trực tiếp. Hệ thống Vật chủ không cần mua thiết bị phát sóng trực tiếp, hệ thống sẽ cung cấp camera toàn cảnh rõ ràng 24-7, không ai có thể phát hiện ra ngoài vật chủ. Đang chuẩn bị ra cửa tề lân, nghe được hệ thống nhắc nhở âm sửng sốt. Một giây sau, hắn liền nở nụ cười. Cái này cũng rất tốt, có nhiều chỗ không cho phát sóng trực tiếp, kể từ đó, sẽ không sợ người phát hiện. Không cần mua camera trước khi đến giờ lên máy bay. Tề lân xuống lầu mua hai lá bài xì phé, một cân táo. Trở lại tòa nhà cao tầng, tề lân trực tiếp đi tới sân thượng. Hắn muốn thí nghiệm một chút uy lực của phi bài, tránh cho đến lúc đi Đông Quốc, thật sự bị người cắt thắt lưng, lại không hề có lực đánh trả đặt quả táo trên một chiếc bàn gỗ bỏ hoang. Tề lân lui về phía sau 10 bước, đoán chừng có phạm vi 10 thước. Sau đó, hắn mở ra bài xì phé, từ bên trong rút ra một lá. Khi lá bài kẹp ở giữa ngón tay, một cổ tự nhiên thiên thành, hết sức thân thiết cảm giác truyền vào tề lân đại não, phản phất này lá bài chính là hắn thân thể một bộ phận. Hưu Tề lân thản nhiên cười, không hề do dự, đầu ngón tay nhẹ nhàng búng một cái, lá bài kia liền hóa thành một đạo ảo ảnh, bắn nhanh ra ngoài. Răng rắc. Một giây sau, ngay cả tề lân cũng không nhịn được kinh ngạc. Quả táo này dễ dàng bị cắt làm hai nửa. Càng ngưu bức chính là, quả táo cắt thành hai nửa, cư nhiên còn hoàn chỉnh hợp cùng một chỗ. Lá bài kia, cũng là xuyên thấu qua quả táo, trực tiếp đóng ở càng xa trên một cây gỗ. Quy lực này thật sự có thể giết người. Tệ lân tháng phục không thôi. Đối với chuyến đi Đông Quốc lần này, cũng hoàn toàn yên lòng. Thời gian đến 6 giờ tối, Tề Lân chuẩn bị xong xuôi, trực tiếp lên máy bay. Máy bay hiện giờ đã đổi mới, công nghệ cao tầng tầng lớp lớp. Không chỉ có điện thoại di động có thể khởi động máy, mà còn có thể kết nối wifi trên điện thoại di động. Lúc này, Tề Lân lần nữa mở ra truyền hình trực tiếp của mình. Đi Đông Quốc không phải chuyện nhỏ đặc biệt là dưới tình huống toàn dân ăn dưa này người nào biến mất ở đông quốc đều có thể lên hot sớt vài ngày đây đây là máy bay chết tiệt chủ trì thật sự đi đông quốc ta gặp qua tại đấu âm thượng giả vờ đi qua đông quốc vẫn là lần đầu tiên thấy truyền hình trực tiếp đi đông quốc chủ trì mau trở lại a à, ngươi này quốc phục để nhất khải ẩn cúc, ta còn tìm ai học tập đi tề lân đem điện thoại nhắm ngay các hành khách trên máy bay hắn cười nói các ngươi đừng dọa ta nhìn xem đây đều là người hoa đi đông quốc không khí một mảnh tường hòa. thanh âm tề lân không tính là nhỏ hành khách trên máy bay tất cả đều dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn thấy một màn như vậy truyền hình trực tiếp gian khán giả càng thêm tuyệt vọng ngốc manh manh chủ trì ai người ta đi đông quốc đó là bởi vì địa phương có sinh ý giác chính là ngươi người như vậy a à. xong rồi cho tới bây giờ tôi đã nhìn thấy ba bốn hành khách, nhìn về phía vị trí thắt lưng của người dẫn chương trình. Không đúng, tôi thu hồi lời vừa rồi, chủ trì đi Đông Quốc như vậy, sống không qua đêm nay. Tệ lân tự như không thấy phòng truyền hình trực tiếp nhắc nhở. Thao tác tao nhã kế tiếp của hắn, càng là fan của lôi ngoài cháy trong mềm. Khụ khụ, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện. Tề lân vỗ vỗ đầu, sau đó bắt đầu hành lễ. Chủ trì đây là hoàn toàn tỉnh ngộ, biết Đông Quốc quá nguy hiểm. Hô cũng may người dẫn chương trình không ngốc về đến nhà, chờ máy bay hạ cánh xuống sân bay Cốc Thành, lập tức mua vé máy bay trở về cũng không muộn. Ngốc manh manh chủ trì, lần sau cũng đừng lại như vậy lỗ mãn, ngươi đều nhanh đem chúng ta hù chết biết không. Phan còn tưởng Tề Lân hoàn toàn tỉnh ngộ, nhào nhào thở phào nhẹ nhõm. Tề Lân bên này, rốt cục cũng tìm được bảo bối của mình. Một chuỗi chuỗi vàng lớn thêm một chiếc đồng hồ Rolex răng gôn. Tệ lân cười hắc hắc, một bên mang theo dây xích vàng, một bên mang theo đồng hồ Rolex. Đi du lịch nước ngoài, phải chỉnh khí một chút, làm vẻ vang hạ quốc chúng ta, miễn cho những người nước ngoài kia nói chúng ta đều là quỷ nghèo hạ quốc, tiêu phí không nổi. Dây xích vàng đeo trên cổ, liền hỏi các ngươi có đẹp trai hay không. Rolex tích tiểu kim đồng hồ, cốc thành ba bữa tiểu thịt nướng, vết bẩn khí chất cái này không phải tới rồi sao người hâm mộ ngây thơ cho rằng người dẫn chương trình đã hoàn toàn tỉnh ngộ không ngờ hắn tẩu hỏa nhập ma bé đáng yêu này sao lại khiến người ta khó chịu như vậy chứ ta nhỏ cái mẫu thân người này là sợ người khác không biết hắn là tiểu dê béo sao không xứng ta vừa rồi nói hắn sống không quá đêm nay vẫn là quá bảo thủ hắn xuống máy bay sau tuyệt đối sống không quá một giờ mọi người đừng trêu chọc chủ trì cũng là bởi vì thất tình mới xúc động mạng người quan trọng các ngươi mau nghĩ biện pháp a chủ trì này tiểu khả ái rất có thể kéo cừu hận chậm một chút nữa hắn thế nào cũng phải khai báo ở đông quốc không thể nhìn thấy tề lân thao tác lẳng lơ này các phan lo lắng muốn chết một số thậm chí còn bắt đầu cảnh sát mạng chỉ chốc lát vài cái thành thị cảnh sát đều nhận được tin tức nhào nhào chú ý tới tề lân hành vi nguy hiểm đinh xin chủ trì chú ý cảnh sát nam vân đang chú ý đến ngài đinh xin chủ trì chú ý cảnh sát kinh sở đang chú ý ngài đinh xin chủ trì chú ý cảnh sát kinh đô chú ý đến anh tề lân không không bốn ta còn chưa có chết đâu nhà tang lễ cho ta liên hệ bạn đang nghe tại truyện chấm audio bị cảnh sát chú ý tề lân vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới hắn sờ sờ cái mũi đối đã xuất hiện ở trực tiếp gian võng cảnh nói ra cảnh sát thúc thúc ta đi đông quốc du lịch không có phạm pháp a à. cảnh sát nam vân gợi ý ấm áp ra nước ngoài xin chú ý an toàn tiền không lộ ra ngoài chớ tin người lạ cảnh sát Kyoto tổ quốc luôn là sự ủng hộ mạnh mẽ nhất của công dân hạ quốc bất kỳ sự giúp đỡ nào xin vui lòng liên hệ với đại sứ quán hạ quốc ở đông quốc để được giúp đỡ cảnh sát kinh sở số điện thoại liên lạc nhà tang lễ thành phố giang hán Sờ, có nhu cầu xin liên lạc tệ lân phía trước hai cái chính phủ đại đại hoàn hảo phía sau cái này quá đáng a tôi vẫn chưa chết sao số điện thoại nhà tang lễ đều liên lạc với tôi lúc này nhân viên tuần tra phòng truyền hình trực tiếp cũng đưa ra gợi ý an toàn không thể khoe của mời người dẫn chương trình chú ý hành vi của mình đưa ra một lần cảnh cáo. Khụ khụ. Tề Lân cũng biết, chính mình mang dây chuyền vàng lớn đồng hồ nhỏ quả thực có chút quá đáng, chỉ có thể đem chúng nó gỡ xuống. Trên thực tế, những thứ này đều là giả, Tề Lân một người bình thường làm sao mua nổi. Hắn đây đều là vừa rồi mua poker táo lúc, thuận tay ở ven đường móc đạo cụ. Những này chính phủ đại đại làm sao không ngăn cản chủ trì a? À? Đều gấp chết ta rồi, mạng người quan trọng lắm đi đâu chơi là người ta tự do, tại chủ trì không có gặp phải nguy hiểm trước, bọn họ cũng không thể mạnh mẽ can thiệp a. À. xong rồi, người dẫn chương trình hoàn toàn hết thuốc chữa rồi. bốn tiếng đồng hồ trôi qua, máy bay ở sân bay Cốc Thành chậm rãi hạ cánh. Tề Lân cầm di động chống lưng một cái, xuống máy bay. nóng quá, quả nhiên là nơi có khí hậu nhiệt đới. trên trán Tề Lân chảy một tầng mồ hôi, vội vàng cởi áo khoác mỏng bên ngoài tháng 3 gian hán thị mới hơn 10 độ, cốc thành bên này cũng đã ba mươi mấy độ. Đinh Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành nhiệm vụ. Đi Đông Quốc cốc thành du lịch, thưởng cho Hoàng Kim Bảo Rương một cái. Lúc này, toàn bộ hệ thống truyền đến âm thanh nhắc nhở. Tề lân trong lòng vui vẻ, lập tức ra lệnh trong đầu. Mở Hoàng Kim Bảo Rương ra. Đinh Chúc mừng chủ ký sinh đạt được tinh thông ngôn ngữ Đông Quốc. Theo hệ thống một trận nhắc nhở âm, Tề Lân cảm giác đại não một mảnh thanh minh, tự hồ lĩnh ngộ cái gì mới tri thức. Savadika, con gà, ngươi quá kẹt, ngựa giết gà ni mã tạp. Chung quanh sân bay ban đầu ồn ào nghe không hiểu tiếng chim, Tề Lân lúc này lại nghe rõ ràng. Tiểu tử này là từ hạ quốc tới, tướng mạo anh tuấn, nhưng là heo tốt a. À. Cô xem bộ dạng đơn thuần của hắn, vừa nhìn đã biết rất dễ lừa. Thông báo cho tài xế xe đen bên ngoài nhất định phải lừa thằng nhóc này lên xe đặc biệt là cách tề lân không xa ba người lớn lên giống khỉ vóc dáng ngâm đen gầy thỉnh thoảng nhìn tề lân hai mắt đông quốc này quả nhiên danh bất hư truyền a à, ta vừa mới xuống máy bay đâu đã bị theo dõi xem ra hình tượng tiểu bạch kiểm ngốc nghếch này của ta ngụy trang không tệ tề lân trong lòng khẽ mỉm cười hắn tuy rằng gia cảnh bình thường nhưng bề ngoại không nói một đại soái ca thỏa đáng bằng không đới hà lúc trước cũng sẽ không đối xử với hắn lúc này phan trong phòng truyền hình trực tiếp đã từ bỏ khuyên tệ lân trở về nhưng điều này không có nghĩa là bọn họ có thể trơ mắt nhìn tệ lân xảy ra chuyện chủ trì đều đi ra sân bay hiện tại để cho hắn trở về cũng không thực tế các ngươi ai đi qua đông quốc tranh thủ thời gian cho chủ trì tránh hố a tôi từng làm trao đổi sinh ở đông quốc trao đổi sinh được chính quyền địa phương bảo vệ bọn họ không dám săn bậy người dẫn chương trình, ra khỏi sân bay nhất định không được ngồi xe đen giá rẻ, nơi này cách khu CC nổi tiếng chỉ có 60 km, một khi lên xe đen, liền thật sự không thể trở về. Đắt thì đắt một chút, ngồi taxi sân bay, trực tiếp đến địa điểm muốn vào ở, chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm. Trong phòng truyền hình trực tiếp, có phan đi qua Đông Quốc nghỉ chủ ý cho Tề Lân. Đinh Chúc mừng chủ ký sinh phát sóng trực tiếp nhân số vượt qua một vạn lễ vật khen thưởng vượt qua một nghìn. Hầu hết mọi người đều sợ chết. Tề lân vào lúc này đi Đông Quốc, vẫn rất chấn động, không ít cư dân mạng hiếu kỳ tiến vào phòng truyền hình trực tiếp. Lúc này, Tề lân cũng đem phát sóng trực tiếp gian tên đổi thành. Mạnh tân Đông Quốc du lịch nhật ký, nơi này người gõ nhiệt tình. Phong cách ngốc nghếch đáng yêu này, làm cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy người dẫn chương trình này sống không lại đêm đó. Quả nhiên, quyết định đến đông quốc du lịch là chính xác số người xem trực tiếp nhiều như vậy nhìn nhân số trong phòng phát sóng trực tiếp bá bá tăng lên còn có một nghìn đồng khen thưởng kia trong lòng tệ lân vui như nở hoa hệ thống tuyên bố nhiệm vụ đánh thẻ cốc thành võng hồng nhà hàng mờ mờ mì hải sản nhà hàng đánh thẻ thành công khen thưởng hoàng kim bảo rương một cái đúng lúc này hệ thống tuyên bố nhiệm vụ đang lo không biết đi đâu nếu hệ thống cho tôi vào nhà hàng hải sản mờ mờ này, vậy trạm đầu tiên liền đến đây đi. Tề lân sách theo hành lý, trực tiếp đi ra sân bay. 005 Quy Ta xe đen tài xế, ngươi tôn trọng một chút ta à. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Vừa bước ra sân bay. Bên người tề lân liền vây quanh một đống taxi lớn. Những chiếc taxi này hoạt động chính thức và hoàn toàn không có vấn đề gì về an toàn. Sakura, cậu có muốn đi taxi không? Đừng ngồi những chiếc xe đen đó nha, bọn họ rất không an toàn. Chúng ta đều có giấy phép kinh doanh. Đông Quốc là một quốc gia giàu tài nguyên du lịch. Cóc Thành Càng là thành phố du lịch nổi tiếng thế giới. Những tài xế này nhiều hay ít đều biết chút tiếng hoa. Nhìn thấy Tề Lân rõ ràng là người hoa hạ, lại đây nhiệt tình ông khách. Nhưng Tề Lân làm sao có thể ngồi những chiếc taxi an toàn này? Thợ săn cao cấp nhất thường thường lấy khuôn mặt hồn nhiên nhất xuất hiện tôi muốn đến quán mì hải sản mờ mờ xin hỏi bao nhiêu tiền tề lân cười hỏi một nghìn đông du đâu thưa ngài những chiếc taxi này đều có giá như nhau bọn họ thuộc về công ty hoạt động đương nhiên chỉ có thể dựa theo giá cả của công ty mà ra giá năm đông châu bằng một hoa hạ tệ tề lân nhíu mày một nghìn đông châu đều bằng hai trăm khối hoa hạ tệ Vừa rồi anh lục soát sân bay đến quán mì hải sản mờ mờ, chỉ cần 6 km. Trong nước 6 km, thiếu không nhiều lắm 20 đồng là xong. Taxi cốc thành lại muốn 200 đồng, mẹ nó quả thực so với xe đen còn đen hơn. Tệ lân liên tục lắc đầu. Không ngồi không ngồi, quá đắt, ta tới đây du lịch nghèo, nên hoa hoa, nên tỉnh tiết. Nói xong, tệ lân không chút do dự rời đi. Nhìn bóng lưng tệ lân, tài xế taxi lập tức mắng chửi đỉnh đạt. Xui xẻo, không có tiền còn đi du lịch. Thấy Tề Lân không ngồi taxi, khán giả trong phòng truyền hình lại sốt ruột. Chủ trì, anh không thấy màn đạn nhắc nhở sao? Taxi chính thức tuy đắt, nhưng an toàn. Đã trễ thế này, chẳng lẽ ngươi đi qua sao? Vậy cũng quá nguy hiểm. Không xa lắm đâu. Nhận được lời nhắc nhở của bạn bè trong sân bay, một tài xế xe đen đang hút thuốc nhếch miệng cười sau đó ném tàn thuốc đi đi về phía tề lân anh có muốn đi xe không rẻ lắm đối phương đi tới trước mặt tề lân dùng tiếng hoa nói sức sẹo tề lân nhìn con khỉ đen trước mắt liền biết đây là đồng bọn của mấy người trong sân bay anh ra vẻ động tâm hỏi đến nhà hàng hải sản mờ mờ bao nhiêu tiền hắt xe tài xế thấy tề lân mắc câu hắt hắt cười chỉ cần 200 đồng châu đâu, tệ lân sửng sốt một chút, sau đó đơn thuần nở nụ cười. 40 hoa hạ tệ A, à, tuy rằng vẫn là hơi đắt, nhưng cũng không thể tiếp nhận. Cuộc đối thoại của hai người đều bị phan trong phòng truyền hình trực tiếp nghe hết. Chết tiệt, tài xế xe đen xuất hiện rồi. Lão tử lần trước đi cốc thành đã bị lừa, nửa đường phát hiện không đúng quyết đoán nhảy khỏi xe, mới nhặt về một mạng. Nên tiết kiệm nên hoa hoa không sai, nhưng tiền mua mạng không thể tiết kiệm a. À. Người dẫn chương trình xem màn đạn, người này muốn lừa cậu đi, mau xuống xe. Người hâm mộ đều sốt ruột muốn chết. Tề Lân lại giống như không nghe thấy, trực tiếp xách hành lý lên xe. Hình như là lúc vận chuyển không cẩn thận. Vừa lên xe, hành lý của Tề Lân liền tản ra. Một sợi dây chuyền vàng rực rỡ, còn có một cái đồng hồ Rolex vàng thô ráp rơi ra. Tài xế xe đen thông qua kính chiếu hậu vừa vặn thấy được một màn này ánh mắt hắn trực tiếp đỏ lên nhìn không được nuốt một ngụm nước miếng ngại quá hành lý không đóng chặt tề lân ha hả cười tự hồ hoàn toàn không biết mình đã bị tài xế xe đen theo dõi khán giả trong phòng truyền hình trực tiếp vốn đã đủ tuyệt vọng giờ phút này thống nhất lấy tay đỡ trán hết chỗ nói với người dẫn chương trình ngốc nghếch đáng yêu này taxi khởi động hà lúc này đã mười giờ rưỡi đêm Tề Lân buồn ngủ cũng tới. Chết tiệt, chủ trì lúc này ngủ gật cái gì? Ngàn vạn lần không thể ngủ a. À, lát nữa có chuyện ngoại ý muốn phát sinh, nhảy xe còn có một đường sinh cơ. Bình thường người dẫn chương trình phát sóng trực tiếp đều thức suốt đêm, tinh thần rất tốt, sao lại ngủ gà ngủ gật lúc này? Gấp chết người. Tề Lân từ trong túi móc a móc a tìm cái gì? Chủ trì chắc chắn đang tìm kẹo bạc hà chứ? Ai? cũng là không có biện pháp trước ăn viên kẹo bạc hà sau khi tỉnh táo cũng có thể tìm cơ hội chạy trốn người dẫn chương trình ngốc nghếch đáng yêu của tôi anh có biết hay không chúng tôi vì anh mà tan nát cõi lòng tề lân lúc này khẽ mỉm cười tìm được rồi hắn lấy một miếng bịt mắt ra khỏi túi chú tài xế cháu buồn ngủ ngủ một lát đợi đến nơi gọi cháu một chút nói xong tề lân liền đeo bịt mắt bắt đầu ngủ gật tài xế xe đen. Này! Tốt xấu gì tôi cũng là tài xế xe đen, anh tôn trọng tôi một chút được không? Một chút tâm phòng bị cũng không có. Bất quá như vậy cũng tốt, đợi lát nữa cũng không sợ tiểu tử này nửa đường nhảy khỏi xe, hoặc là la to dãy dùa. Khán giả! À, tức chết tôi rồi, người dẫn chương trình lúc này lại ngủ thiếp đi. Ngủ thiếp đi. Anh có thể tin sao? Mặc kệ, chủ trì căn bản không có đem chúng ta lời nói nghe vào, cái này kêu chúng ta làm sao cứu hắn? Sắp đại kết cục rồi. Tôi tuyên bố người dẫn chương trình sắp được đưa vào danh sách những người mất tích. Lần này nếu người dẫn chương trình còn sống, tôi lập tức cho anh ta 10 quả tên lửa, nói được làm được. Lầu trên thật có thể tiết kiệm tiền, sao cậu không nói rõ dậy sớm, mặt trời mọc ở phía tây, cậu quét 10 quả tên lửa. TS. Lão tác giả Chất lượng có bảo đảm, một nghìn hoa tươi thêm càng một chương, một trăm phiếu đánh giá thêm càng một chương, nói được làm được. PS Không nhìn đã nghiền các huynh đệ, có thể đi xem tác giả hai trăm vạn chữ hoàng tất sách cũ nhân vật phản diện. Không có đạo đức, sẽ không bị bắt cóc, click vào tác giả bút danh, đồ tề trạng, là có thể tìm được. Toàn bộ quá trình tự tay viết, tuyệt không viết hộ, yên tâm ăn. 006 CC Khuôn Viên Heo tử ác mộng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tề lân chưa từng thể hiện năng lực biết tiếng đông của mình. Người xem bao gồm này xe đen tài xế, đều cho rằng tề lân là cái bình thường người hoa hạ, nghe không hiểu đông quốc ngữ. Sau khi xác định tề lân thật sự ngủ, tài xế xe đen cũng không tránh hiềm nghi, tùy tiện gọi điện thoại cho đồng bọn. Khu CC có hai người đến nhận hàng nơi này của tôi lôi kéo một tiểu tử ngốc đến từ hoa hạ. tiểu tử này một chút phòng bị cũng không có, cương nhiên ngủ thiếp đi trên xe tôi. anh nói cái gì? cẩn thận nằm vùng hoặc cảnh sát. ngươi tin hay không coi như hắn tỉnh, lão tử cũng có thể một tay ân nằm sắp xuống. đã nói rồi, tiểu tử này các ngươi giao tiền lôi đi, tiền và đồ trên người hắn đều là của ta. nói chuyện điện thoại xong, tài xế xe đen mở cd trên xe ra miệng còn năm nga hát. Em gái niền răng làm sao mà sắc đẹp, chỉ cần nghĩ đến sợi dây chuyền vàng lớn như vậy, còn có đồng hồ Rolex đều là của mình, hắn có thể mất hứng mới là lạ. Chỉ riêng hai vật này đã đáng giá trăm vạn. Làm xong một phiếu này, hắn hoàn toàn có thể về hưu dưỡng lão. Tài xế xe đen cho rằng tề lân không hiểu tiếng đông. Nhưng không có nghĩa là khán giả trong phòng truyền hình trực tiếp nghe không hiểu dù sao có chút người xem đã từng làm trao đổi sinh ở đông quốc khu cc xong rồi người dẫn chương trình thật sự xong rồi khu công viên cc đây là địa phương nào địa ngục đông quốc nghe nói vào nơi này cũng đừng nghĩ ra nữa diêm vương cũng phải lưu lại chiếu theo sổ sinh tử gọi điện thoại tên tài xế xe đen này rõ ràng muốn đem người dẫn chương trình bán đến đây nếu như nguyện ý nhập bọn liền bắt đầu lừa gạt nếu không muốn nhập bọn thì ngược đãi tra tấn tầm cắm móng tay gậy điện hầu hạ đóng thủy lao gì gì đó khu cc này đáng sợ như vậy sao chủ trì chạy mau bảo ngươi đừng đi đông quốc ngươi không nghe hiện tại tốt lắm mạng cũng sắp không còn phòng truyền hình không phải có cảnh sát chú ý sao có thể liên lạc với đại sứ quán cốc thành không hiện tại cứu người còn kịp người dẫn chương trình tuy hơi choáng váng nhưng anh ta thật sự rất lương thiện. Không cần những cư dân mạng này nói. Cảnh sát từ sau khi tề lân lên xe đã bắt đầu hành động. Trụ sở cảnh sát Kyoto. Văn phòng cục trưởng. Này, lão chu à, Hạ Quốc chúng ta có một người trẻ tuổi đi cốc thành du lịch, hiện tại hình như lên xe đen, muốn bị đưa đi CC khu viên. Ngươi nghĩ biện pháp giải cứu một chút. Tề lân dù sao cũng là du lịch gặp chuyện không may, xem như là thanh niên tốt hạ quốc luôn luôn yêu dân như con có thể cứu tuyệt đối phải cứu đại sứ cốc thành chu cần nhíu mày khu cc sao đã lên xe đen bây giờ gọi điện thoại có muộn không nếu bị đưa vào chỗ đó chúng ta cũng không có biện pháp đi vào cục trưởng kinh đô viên phong thở dài nói tiểu thanh niên bây giờ không biết trời cao đất rộng luôn cảm thấy mình nơi nào cũng có thể xông vào bất quá nếu còn có một cơ hội, vậy thử một chút đi. Tề lân thật sự ngủ rồi sao? Tất nhiên là không. Tất cả mọi thứ bên ngoài, bao gồm cả cuộc đối thoại của tài xế xe đen hắn đều nghe thấy trong tai. Hình ảnh kế tiếp cũng không thể phát sóng. Đầu tiên hình ảnh máu tanh sẽ được phong hào phòng truyền hình trực tiếp. Tiếp theo, những chuyện này nếu bị Đông Quốc biết, chắc chắn sẽ không cho phép ta tiếp tục đi du lịch. Khán giả đã làm ầm ý quá lâu, đã đến lúc cho họ nghỉ ngơi. Nửa giờ trôi qua trong nháy mắt. Xe taxi đi tới một chỗ hoang vu giả ngoại, sau đó dừng lại. Lúc xe taxi dừng lại, tề lân vẫn không tỉnh. Nhưng khán giả lại thấy được một màn quỷ dị. Cách đó không xa, hai người đàn ông hung thần ác sát đi tới. Trong tay bọn họ cầm dây thừng, túi da trắng, còn có hai cây gậy điện. Rầm rầm ngay khi người xem kinh hồn bạc vía, Hình ảnh trực tiếp lại hoàn toàn gián đoạn. Tài xế xe đen mở cửa xe xuống xe. Kết quả, hắn nhìn thấy Tề Lân còn đang ngủ. Tiểu tử này tiền bối heo con đầu thai sao? Có thể ngủ như vậy sao? Im lặng thì im lặng. Hắn mở cửa xe, đẩy đẩy Tề Lân, ngữ khí thô lỗ. Này, tiểu tử, tỉnh lại. Tề Lân còn ngái ngủ xuống xe, sau đó đánh giá bốn phía. Đến nơi chưa? chỗ ăn của hai người thật hoang vắng. Quán mì hải sản mờ mờ ở đâu? Sao tôi không thấy? Tề lân hỏi. Tài xế xe đen. Hắn thề, tề lân là hắn gặp qua đơn thuần nhất người. Lúc này, cư nhiên còn không có phát hiện sự tình không thích hợp. Hắn một lần hoài nghi, có phải diện mạo mình quá hiền lành hay không, mới khiến tề lân quá mức tin tưởng mình. Tài xế xe đen dứt khoát lấy ra một con dao găm, lộ ra hung tướng tiểu tử, lão tử là tài xế xe đen ngươi nhìn không ra a. À? Nếu bạn không muốn đau khổ, hãy nhanh chóng lấy dây chuyền vàng, đồng hồ Rolex và tiền mặt của bạn ra. Tề lân hứng thú nhìn tài xế xe đen. Anh có ý gì? Muốn cướp của tôi? Nếu như là người bình thường, tề lân nhất định sẽ sợ. Nhưng nắm trong tay phi bài thuật, tề lân chỉ có tâm tính du hí nhân gian. Đáp đúng rồi lão tử không chỉ muốn đánh cướp cậu, còn muốn bán cậu vào trong khuôn viên CC. Ai bảo ngươi tiểu tử ngốc này dễ lừa như vậy, lão tử không bán ngươi bán ai? Tài xế xe đen nhè răng cười nói. Tề lân ngữ khí nghiêm túc, tự hồ là đang cho tài xế xe đen cơ hội. Tôi khuyên anh nên từ bỏ ý nghĩ này, nếu không sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Tài xế xe đen phản phất nghe được chuyện cười. Ha ha, tiểu tử ngốc này ở hoa hạ quá an nhàn đi thật sự cho rằng hộ chiếu hạ quốc vừa ra, tất cả mọi người sợ ngươi. 007, phi bài thuật hiển uy, lần thứ nhất giết người. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đừng nói nhảm, lập tức đem tiền của ngươi đều giao ra đây. Nếu không ta cho ngươi dao trắng vào dao đỏ ra. Tài xế xe đen đã không còn kiên nhẫn, hung tợn nói. Tề lân trừng mắt nhìn, ở trong quần áo móc ra cái gì? tài xế xe đen còn tưởng tề lân thức thời là tuấn kiệt cười lạnh nói coi như ngươi thức thời cho anh xem một bảo bối tề lân đột nhiên cười nói cái gì tài xế xe đen sửng sốt một chút tề lân giơ tay giữ ngón tay rõ ràng kẹp một lá bài xì phé hưu nhân vật phản diện chết vì nói nhiều tề lân sẽ không phạm loại sai lầm này ha ha bài xì phé Ngươi sẽ không cho rằng mình là vua bài chứ. Nhìn lá bài xì phé bay tới, tài xế xe đen lại bị chọc cười. Hà! Hà! Nhưng một giây sau, tiếng cười của hắn đột nhiên dừng lại. Lá bài dễ dàng cắt đứt năm ngón tay của hắn. Xoẹt xoạch, xoạch đây là tiếng dao găm không có ngón tay cào cấu, rơi xuống đất. A a a a. Sau đó, cảm giác thống tuyệt nhân gian mới xúc động thần kinh tài xế xe đen che ngón tay, kêu thảm lên. Ngay lúc này, trong mắt hắn chỉ còn lại kinh hãi muốn chết. Thanh niên trước mắt rốt cuộc là ai? Vì sao chỉ bằng một lá bài mà có thể cắt đứt ngón tay của hắn? Đây căn bản cũng không phải là heo con gì. Đây rõ ràng là đoạt mệnh Diêm Vương. Hai tên ác ôn cầm gậy điện CC cũng phát hiện sự tình không thích hợp. Nhưng bởi vì cách có chút khoảng cách, hai người không thấy tệ lần bắn ra bài xì phé. Tiểu tử, ngươi làm gì vậy? Không muốn chết thì lập tức ngồi sổng xuống. Hai người tức giận quát một tiếng, cầm gậy điện vọt về phía Tề Lân. Cổ tay Tề Lân rung lên, giữa ngón tay lại xuất hiện một lá bài. Anh ta búng ngón tay về phía tên cung đồ đang lao về phía trước. ạ à. Một giây sau, một lá bài xuất hiện trên trán nhân vật phản diện. Một nửa lá bài đã hoàn toàn khảm nạm vào, nhiều lần máu tươi theo khuôn mặt chảy xuống oanh. Ác ôn trước mắt lâm vào bóng tối vô tận, trực tiếp ngã xuống đất. Không dừng lại chút nào. Tề lân cổ tay rung lên, bắn về phía trước. Xoẹt xoẹt. Đây là âm thanh của dòng điện cao áp ba vạn vôn của gậy điện. Nguyên lai, like, ngắn ngủn vài hơi thời gian, mặt khác một tên ác ôn đã cách hắn không đến ba mét. Phóc thử cũng may. Vẫn là bài xì phé của tề lân đủ nhanh. Một đao sắc bén bạch mang, trực tiếp từ cổ ác ôn xẹt qua. Tên tội phạm hung ác kia, cảm giác trên cổ có thứ gì đó ấm áp đang chảy xuống. Tiếp theo, hắn liền ông cổ, không cam lòng ngã xuống. Cảm giác giết người thế nào? Buồn nôn. Nôn mửa. Những tề lân này đều không có. Hắn bình tĩnh nhìn hai bộ thi thể trên mặt đất. Cá lớn nuốt cá bé. Hắn sẽ không chủ động làm hại người khác nhưng là có người muốn giết hắn, hắn cũng tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Ma quỷ Ngươi là ma quỷ Tề lân đang cảm thán. Phía sau lại truyền đến một trận mùi nước tiểu Chờ tề lân quay đầu lại nhìn, lại không nói gì phát hiện. Tên tài xế bị hắn gọt đứt năm ngón tay kia, giờ phút này cư nhiên dọa tệ ra quần. Quên mất, còn có một cái nữa. Tề lân cười cười, đi về phía tài xế xe đen. Ô ô ô, đại hiệp tha mạng a! À, ta thật sự biết sai rồi, ta toàn bộ tiền cho ngươi, đừng giết ta. Tề lân hai tấm phi bài, trực tiếp đoạt đi tính mạng hai tên tội phạm hung ác. Tài xế xe đen tận mắt chứng kiến có thể không sợ tiểu sao? Hắn hiện tại đều hối hận muốn chết. Vốn tưởng rằng hôm nay vận khí tốt, kéo một tiểu bạch kiểm gây yếu. Nhưng hiện tại xem ra, đây không phải là cái gì gây yếu tiểu bạch kiểm đây rõ ràng là diêm vương đoạt mệnh a à. tề lân thản nhiên cười dùng lưu loát đông ngữ nói ra ngươi yên tâm ta sẽ không giết ngươi giết ngươi ai tới đưa ta đi mờ mờ hải sản nhà hàng đâu tài xế xe đen ngạc nhiên nhìn tề lân hắn không nghĩ tới tề lân đông quốc ngữ so với hắn nói còn lưu loát hơn nói như vậy mình vừa rồi cùng đồng bạn gọi điện thoại cũng bị người ta nghe được nghĩ vậy tài xế xe đen một trận tuyệt vọng Cả ngày đánh chim ưng, mình đây xem như bị chim ưng mổ mù mắt sao? Hai thi thể bỏ lại đây không quan tâm. Tề Lân ngồi lên ghế sau xe taxi. Tài xế xe đen chịu đựng đau nhức tay phải, bằng bó đơn giản một chút, liền đi lên lái xe. Đợi lát nữa tôi muốn phát sóng trực tiếp, chính cậu đem bàn tay bị thương giấu đi. Phía sau tài xế xe đen, truyền đến thanh âm nhàn nhạt của Tề Lân. Tài xế xe đen gật đầu lia lịa. Được được, tôi đều nghe theo đại hiệp. Tề lân phi bài giết người, quả thực giống hiệp khách trong truyền thuyết hoa hạ như đúc, tài xế xe đen vẫn tôn xưng tề lân là đại hiệp. Một lá bài poker vẫn chưa đủ dùng. Đặc biệt là vừa rồi, tên tội phạm thứ hai cầm gậy điện vọt tới trước mặt tôi, tôi mới bắn ra loại bài xì phé thứ hai. Hơn nữa khoảng cách cũng rất gần, chỉ có thể bắn chết trong vòng 10 mét. Lần sau gặp phải càng nhiều tội phạm, ta chẳng phải là sẽ nguy hiểm sao? Chiến đấu xong, Tề Lân làm phục bàn tổng kết. Tề Lân phi bài tuy rằng lợi hại, nhưng một lần chỉ có thể phóng ra một tấm. Cái này giống như hỏa súng cũ kỹ, dùng một lần, cần thuốc súng lần trước, hiệu suất thập phần thấp. Khoảng cách 10 mét cũng không ngắn. Gặp phải vũ khí lạnh còn được, nếu như gặp phải súng ống những thứ này, chính mình hôm nay khẳng định phải ăn nói ở đây chúc mừng túc chủ giết bị thương ba tên địch nhân, đạt được phi bài thuật kinh nghiệm 300. Ký chủ phi bài thuật thăng cấp. Có thể đồng thời bắn ra phi bài hai tấm, hữu hiệu đánh chết phạm vi. 50 m 008, lấy ngươi làm mặt trái tài liệu giảng dạy cảnh cáo, ngươi sống. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống khiến tề lân thoáng sửng sốt. Bất quá một giây sau, mặt hắn liền vui mừng. Hệ thống ngươi giấu thật sâu A, à? ngươi sớm nói phi bài thuật có thể thăng cấp A, à? khiến cho ta vẫn kinh hồn bạc vía. Hệ thống Ký chủ không chủ động hỏi qua. Tề lân cũng không thèm để ý hệ thống không chịu trách nhiệm. Hắn vuốt cầm, lầm bầm lầu bầu cười. Đồng thời bắn ra hai lá bài bay, hơn nữa khoảng cách đánh chết hữu hiệu từ 10 mét thăng cấp tới 50 mét, lần này, an toàn của ta càng được bảo đảm. Hệ thống, phi bài thuật còn có thể thăng cấp sao? tề lân lại hỏi hệ thống chỉ cần ký chủ dùng phi bài thuật sát thương địch nhân thu hoạch kinh nghiệm là có thể thăng cấp tề lân tò mò hỏi vậy mãn cấp là bao nhiêu hệ thống mãn cấp không biết mời ký chủ tự mình thăm dò có thể càng thú vị không biết có thể hay không thăng cấp thành trong truyền thuyết ngoài ngàn dặm liền có thể lấy người thủ cấp loại kia hệ thống không thể nào Tề Lân cười ha ha. Đây là một chút cũng không để cho người ta nhớ a. À, bất quá cũng đúng, đây là quốc thuật hệ thống. Nếu có thể ở ngoài ngàn dặm lấy người thủ cấp, không phải thành tiên hiệp rồi sao? Lúc này, phòng phát sóng trực tiếp của Tề Lân đã thành màu xám trắng. Cậu nha chính phủ đều nhận định Tề Lân nhân đã không còn. Thì ra cậu nha truyền hình trực tiếp cũng đang chú ý Tề Lân. Lưu lượng phòng truyền hình trực tiếp của hắn chính là do cậu Nha đưa vào hoạt động dẫn lưu. Mặc dù trang trực tiếp đang ở giai đoạn màn hình đen trắng, số người trong phòng truyền hình trực tiếp của hắn cũng không tăng mà còn giảm, trực tiếp tăng tới 20 vạn, hơn nữa không ngừng tăng lên. Nghe nói có người dẫn chương trình dám đi Đông Quốc. Tôi kính hắn là một hán tử. Kính hán tử của hắn có ích lợi gì? Nửa giờ cũng không có tin tức, tám phần đã bị giác thắt lưng rồi. Tự tin một chút, mười phần người dẫn chương trình đã không còn ai tôi thật sự muốn cho người dẫn chương trình mười quả tên lửa tại sao anh ta một chút cơ hội cũng không cho tôi đến chậm đến chậm tài xế xe đen rốt cuộc trông như thế nào giải tán đi phóng chừng thi thể người dẫn chương trình đã nguội rồi cảnh sát Kyoto cũng cảm thấy vô vọng bắt đầu cảnh báo khán giả ra nước ngoài mọi người nhất định không được dễ dàng tin tưởng người khác người dẫn chương trình này chính là ví dụ sống động nhưng xin mọi người yên tâm chúng tôi nhất định sẽ dốc hết toàn lực tìm được người dẫn chương trình này sống phải thấy người chết phải thấy xác khán giả chết phải thấy xác đây là ngay cả chính phủ cũng cảm thấy người dẫn chương trình tệ lân đã không còn sao tài xế xe đen cũng là một mặt mọi người bình thường xuất hành không nên tham trẻ hoặc là ngồi xe không có giấy phép vận hành để tránh giống như vị chủ trì này đồng dạng gặp phải ý đồ cảnh sát nam vân cảnh sát kinh sở cũng xuất hiện trong màn đạn trực tiếp bắt đầu giảng giải kiến thức an toàn cho mọi người a à, ngủ một giấc thật thoải mái a à, nhà hàng hải sản mờ mờ tới rồi sao đúng lúc này giao diện phòng truyền hình trực tiếp vẫn luôn đen kịp lại đột nhiên nhảy ra hình ảnh trong hình ảnh tề lân chống lưng lười biếng vẻ mặt thích ý ngồi ở trên xe taxi tựa hồ là ngủ một giấc thật ngon Khán giả Cảnh sát Nam Vân Cảnh sát Kinh Sở Cảnh sát Kyoto Chúng tôi đều nghĩ anh đã chết. Đang lấy bạn làm tài liệu giảng dạy để cảnh báo mọi người. Ngươi đột nhiên nhảy ra một người sống là cái quỷ gì? Chết tiệt. người dẫn chương trình cư nhiên không chết. Ta vừa mới rõ ràng nhìn thấy hai cái cầm dây thừng túi, còn sách theo gậy điện ác đồ A. Ta thật sự biết đông quốc ngữ, ta có thể cam đoan cái kia tài xế vừa rồi nói muốn cướp bóc bắt cóc chủ trì. Khán giả nhìn thấy tề lân sống sờ sờ xuất hiện trong hình ảnh, cả đám quả thực sợ ngay người. Dưới tình huống đó, tất cả mọi người đã xác nhận tề lân chết chắc rồi. Tài xế xe đen muốn lấy hắn hạ dao. Thậm chí cốc thành đại sứ cũng đã tự mình đi giải cứu hắn. Một vàng loại kết quả bọn họ đều nghĩ tới. Duy chỉ có không nghĩ tới, Tề Lân cư nhiên bình yên vô sự lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiên sinh, nhà hàng hải sản mờ mờ đã đến. Taxi dừng lại. Lúc này khán giả mới chú ý tới. Vừa rồi hoàn cảnh Hoang Vu giả lĩnh biến mất không thấy, thay vào đó là đô thị xa hoa trụy lạc. Taxi giờ phút này đang dừng ở cửa một nhà hàng. 40 hoa hạ tệ đúng không? Cho anh. Tề Lân cười lấy ra 40 đồng nhưng là hát xe tài xế nào dám thu tề lân này sống diêm vương tiền liệu mạng từ chối tiên sinh từ xa tới là khách ta làm sao có thể thu tiền của ngươi tề lân thật lòng cho mấy lần tài xế xe đen không chịu nhận cuối cùng tề lân cảm khái thu hồi tiền cốc thành thật sự là một nơi tốt a à, người nơi này quả nhiên nhiệt tình khán giả cái này xe đen tài xế không có bắt cóc chủ trì coi như xong còn không thu tiền xe nếu không là ta đi qua đông quốc thật liền tin ta cảm thấy có phải hay không chúng ta đi cái giả đông quốc thực ngươi cái quỷ lần trước ta tại cốc thành sân bay không cẩn thận ngồi một chiếc xe đen nếu như không phải nửa đường nhảy khỏi xe chạy trốn một kiếp ta người liền không có ngươi biết không chỉ có thể nói người dẫn chương trình ngốc có phúc của ngốc đông quốc duy nhất người tốt đều cho chủ trì gặp phải hắn vận khí này hoàn toàn có thể đi mua sổ số. Nguyện đánh cuộc chịu thua, người dẫn chương trình lên xe taxi đen cư nhiên không chết, 10 quả tên lửa đưa lên. Ha ha, người dẫn chương trình ngốc nghếch đáng yêu quá, một quả tên lửa không được kính trọng. 009, Đồng Quốc Thập Đại Sổ Đen, Tử Vong Phòng Ăn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đại sứ Cốc Thành Chu cần thúc giục tài xế Nhanh lên, nhanh nữa lên Tài xế cười khổ nói. Đại sứ, tôi đây đã là tốc độ nhanh nhất rồi. Chú cần thở dài. Thời gian quý giá A, à, một khi đứa bé kia được đưa vào CC thì không còn kịp rồi. Tài xế bất đắc dĩ nói. Đã khuyên mấy đứa nhỏ không có việc gì đừng tới Đông Quốc, chỉ là không nghe, trong khoảng thời gian này đại sứ ngại đã chạy tới đó bao nhiêu lần rồi. Kết quả thì sao? Bảy người đã cứu được một người. Chú cần nhìn đồng hồ khoảng cách đứa bé kia lên xe đen đã qua bốn năm mươi phút hắn tuyệt vọng nhắm hai mắt lại xem ra cái này cũng không có khả năng cứu trở về đinh linh linh điện thoại của chu cần vang lên là cục trưởng cục cảnh sát thành phố bắc kinh viên phong gọi tới nhận điện thoại chu cần cười khổ nói lão viên à tôi đã cố hết sức nhưng đứa bé này có thể không cứu được viên phong mỉm cười không cần ngươi cứu chúng ta đã tìm được hắn rồi chu cần cái gì ngươi không phải ở kinh đô sao làm sao tìm được viên phong sửng sốt một chút mới biết được chu cần hiểu lầm ý hắn không phải cậu hiểu lầm ý tôi rồi là đứa nhỏ này phát sóng trực tiếp nó không sao đã đạt được mục tiêu chu cần sửng sốt một chút sau đó lập tức mở truyền hình trực tiếp chỉ thấy trong hình tề lân đang đưa tiền cho tài xế xe đen tự hồ chuẩn bị xuống xe. Nhìn ngoài xe xa hoa trụy lạc, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm. Vẫn còn. Khi Chu Cần nhìn thấy khuôn mặt của tài xế xe đen, đồng tử hơi co rụt lại. Tài xế này hắn biết, bị nhiều đại sứ quán liệt vào danh sách đen. Rất nhiều du khách, bao gồm cả du khách Âu Mỹ mất tích đều không thoát khỏi liên quan đến anh. Nhưng đằng sau tài xế xe đen này có bối cảnh rất sâu sắc. Trong tình huống không có chứng cứ, những đại sứ quốc gia này cũng không có biện pháp với hắn. Đứa nhỏ này vẻ mặt non nớt, rõ ràng rất dễ dụ dỗ bộ dáng, này hắt xe tài xế cư nhiên không có thương tổn hắn. Chu Cần cảm thán trong lòng. Mặc dù đối với điểm này, Chu Cần vẫn không hiểu. Nhưng Tề Lân đã an toàn, vậy hắn cũng yên tâm. Lão viên, ông có phương thức liên lạc với đứa nhỏ này, mau khuyên nó về nước đi hắn lần sau cũng không có vận khí tốt như vậy. Chu Cần bảo Viên Phong khuyên Tề Lân về nước, bóp chết nguy cơ từ trong trứng nước. Viên Phong bất đắc dĩ nói. Đứa nhỏ này là tới Đông Quốc du lịch, tại hắn không gặp phải nguy hiểm trước đó, chúng ta dùng lý do gì khuyên? Nếu Đông Quốc biết, còn tưởng rằng chính phủ chúng ta có tiết tấu chứ? Chu Cần. Hình ảnh trở lại bên Tề Lân. Thật không may, nhà hàng này lại đóng cửa rồi tề lân ngẩng đầu nhìn thoáng qua bản hiệu nơi này đúng là nhà hàng hải sản mờ mờ cửa hàng đã nghỉ ngơi vừa rồi cư dân mạng lo lắng tề lân không chú ý tên nhà hàng này lúc này khi một số cư dân mạng nhìn thấy tên của nhà hàng này trực tiếp nổ tung ta đi đây không phải là đông quốc thập đại danh sách đen nhà hàng sao trên lầu có tin tức tin tức gì đi qua đông quốc đều biết Nhà hàng này đen tối cỡ nào? Chỉ cần khách du lịch là người Trung Quốc, liền thu phí lung tung, tăng giá gấp 10 lần. Bản giá viết là Đông Châu, nhưng lại muốn du khách dùng tiền hoa hạ trả, giá trực tiếp tăng gấp 5 lần. Hơn nữa bọn họ còn nuôi nhốt tay chân, ngươi không trả tiền, căn bản không đi được. Vậy báo cảnh sát thì sao? Cảnh sát căn bản mặc kệ, đến nhìn một cái rồi đi. Ngươi là có thể ra ngoài, nhưng là phải cẩn thận đi đường ban đêm bị người phía sau bao tải A. À? T. Cái này cũng quá đáng sợ. Chủ trì, mau trốn đi. Đúng vậy, vận khí của người dẫn chương trình thật tốt, nhà hàng này hôm nay đóng cửa sớm như vậy. Tề lân đương nhiên thấy được màn đạn. Hai mắt hắn sáng ngời. Khó trách hệ thống để cho hắn tới nơi này gõ thẻ. Nơi càng tối hắn càng thích. Nếu không phi bài thuật của mình làm sao thăng cấp. Các gia đình, nhà hàng này lại đóng cửa xem ra mì hải sản của bọn họ không ăn được vậy tôi đi tìm một khách sạn ở trước tề lân cười nói với khán giả khán giả thấy tề lân nghe khuyên nhào nhào khen ngợi hắn người dẫn chương trình cuối cùng cũng nghe lời khuyên rồi đúng vậy đừng tới nhà hàng này nữa không thể trêu vào chúng ta còn trốn không nổi tôi phát hiện người dẫn chương trình đơn thuần một chút vận khí cũng không sai nói không chừng anh ta thật sự có thể sống sót về nước. Tề Lân một bên xoay người, một bên nói thầm. Đóng cửa, ngày mai lại đến đi, lớn như vậy, còn chưa ăn mì hải sản đâu. Nói hết đi. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp phát hiện, màn hình lại một mảnh đen kịt. Tề Lân lại trực tiếp phát sóng. Khán giả vui mừng quá sớm. Người dẫn chương trình không nghe thấy lưỡi hái tử thần đặt trên cổ người dẫn chương trình do dự có nên chém xuống hay không đặt cược đặt cược mua chắc rời tay tôi cược hai mươi quả tên lửa dẫn chương trình sống không qua ngày mai nhà hàng tử vong cũng dám xông vào chủ trì ngưu phê tôi đánh cuộc một lễ hội tối nay người dẫn chương trình cũng không qua được đừng quên anh ấy đang tìm khách sạn tề lân mặc dù đã phát sóng nhưng lại một lần nữa lên hot sớt dưới sự tuyên truyền của những cư dân mạng xem náo nhiệt này khăn quàng cổ cũng biết có một thiếu niên đơn thuần du lịch đông quốc không chỉ dám ngủ trên xe đen còn thành công sống sót ngày mai sẽ đến nhà hàng tử thần nhiệt độ trực tiếp nổ tung mười phần câu dẫn lòng hiếu kỳ của cư dân mạng đều chờ mong ngày mai tề lân phát sóng không một không tấn thăng ép cấp chủ bá tề lân cảm thấy thấp một chút bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Sau khi phát sóng, Tề Lân trực tiếp đeo đồng hồ đeo tay dây chuyền vàng lên. Sau đó cố ý tìm một khách sạn nhỏ vừa rách nát vừa cũ kỹ vào ở. Còn nói tiếng hoa, sợ người khác không biết anh là người Hạ Quốc. Người ta đến Đông Quốc, kinh hồn bạc vía. Tề Lân thì hay rồi, đến Đông Quốc thuần túy là vì câu cá. Nhưng điều khiến Tề Lân buồn bực chính là Khách sạn này giá rẻ, cũng không giết khách. Hơn nữa hắn ngủ một đêm, cũng bình an vô sự. Đoán chừng là khách sạn nhỏ không có bối cảnh gì, không dám sang bậy. Tề lân nghĩ. Sáng sớm ngày hôm sau. Tề lân liền thu dọn hành lễ. Đồng thời mở ra hậu trường phát sóng trực tiếp trăng chó. Xem thu nhập thưởng trực tiếp. Số dư có thể rút ra. 17.616 tệ. Nhìn thu nhập phong phú, tề lân cảm thán nói cái này không phải so với làm cái trò chơi nhỏ chủ trì mạnh hơn nhiều sao làm người dẫn chương trình trò chơi thức đêm một tháng cũng chỉ có mấy ngàn đồng hôm nay trở thành người dẫn chương trình ngoài trời một ngày đã có hơn một vạn quả thực thoải mái đến nổ tung hơn nữa tề lân biết theo sau tiết mục hiệu quả nổ tung thu nhập của hắn sẽ càng thêm thu hoạch chỉ là lễ vật chia ra một chút tôi chỉ là người dẫn chương trình cấp a lễ vật chia ra chỉ có 5 phần. Hơn nữa còn chưa có tiền lương bảo đảm. Hay là tìm một cơ hội cùng cậu nha thượng tầng nói chuyện một chút. Thật sự không được, đi đấu âm trực tiếp thử một chút. Tề lân một đêm tăng phấn mấy chục vạn. Đã sớm thu hút sự chú ý của lãnh đạo cấp cao cậu nha. Hơn nữa đấu âm cùng cá mập phát sóng trực tiếp bên kia, cũng rục trịch, muốn đào đi tề lân. Đinh linh linh. Rút tiền xong, tề lân chuẩn bị đi nhà hàng hải sản mờ mờ vừa đứng dậy chung điện thoại di động của anh vang lên tề lân vị nào xin chào tề lân tiên sinh tôi là tổng giám đốc bộ phận vận hành cẩu nha tô thành đối phương cười hiếp mắt thái độ cực kỳ tốt đôi mắt đen của tề lân như có điều suy nghĩ đại khái đoán được ý đồ đến đây của đối phương quả nhiên tô thành không đợi tề lân mở miệng liền cười nói Xét thấy tề lân tiên sinh phát sóng trực tiếp hiệu quả nóng bỏng, chúng ta quyết định tăng lên tề lân tiên sinh dẫn chương trình đẳng cấp. Từ A cấp lên S cấp. Quà chia, từ 55 chia, tăng lên 73. Hơn nữa chúng tôi còn chuẩn bị cho tề lân tiên sinh một phần hợp đồng tiền lương. Bất luận phát sóng trực tiếp hiệu quả như thế nào, mỗi tháng có 3 vạn tiền lương bảo hiểm. Nếu như nói, đặt ở chỗ làm người dẫn chương trình trò chơi điều kiện phong phú như vậy, Tề Lân không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng. Nhưng hiện tại sao? Chính mình nắm giữ phi bài thuật, hơn nữa về sau sẽ học được càng nhiều ngưu bức quốc thuật. 73 chia sẻ người dẫn chương trình cấp S. Tề Lân cảm thấy hơi thấp. Theo hắn biết, người dẫn chương trình răng chó đẳng cấp cao nhất là cấp SSS phải không? Ta cũng đưa ra cái điều kiện, đem ta thăng làm SSS cấp chủ trì, bảo đảm tiền lương, phòng phát sóng trực tiếp mỗi gia tăng một vạn người xem, tăng lên một vạn tiền lương bảo đảm, ta có thể ký xuống cả đời hợp đồng, về sau đều tại cậu nhà phát sóng trực tiếp. Tô Thành nhíu nhíu mày. Cấp SSS là 91 điểm. Răng chó chỉ có thể lấy được một phần mười. Còn có tiền lương bảo hiểm kia, nếu tề lân dẫn lưu 300 ngàn, mỗi tháng không phải phải trả cho hắn 300 ngàn sao. Tuy rằng như vậy răng chó cũng có kiếm được, nhưng so với dự kiến ít hơn nhiều lắm. Tề lân đích thật là một ngôi sao từ từ mọc lên. Nhưng là hắn phát sóng trực tiếp, Tô Thành cũng xem. Một tiểu thanh niên không hề có sức trói gà, du ngoạn đông quốc nguy cơ tứ phía. Tuy rằng mánh lới mười phần. Có thể sống đến ngày mai hay không vẫn là một ẩn số. Từ lợi nhuận ngắn hạn mà nói. Công ty lấy một phần thật sự quá thua thiệt. Tô Thành ngoài cười nhưng trong không cười tề lân tiên sinh trực tiếp thăng chức anh làm người dẫn chương trình cấp s đã làm mở tiền lệ rồi có muốn ký hợp đồng hay không em suy nghĩ cẩn thận một chút suy nghĩ kỹ rồi gọi điện thoại cho anh nói xong tô thành lại trực tiếp cúp điện thoại tề lân nhìn điện thoại cúp máy ánh mắt hiếp lại sau khi thấy máu tâm tình của hắn đã phát sinh thay đổi đây là ăn chắc chắn ta sống không được mấy ngày đúng không vậy không xứng đáng có thể khiến ngươi thất vọng rồi. Ta cùng cậu nha cấp A hợp đồng, giống như còn có hai tháng liền hết hạn, đến lúc đó ta là tuyển đấu âm đây, hay là tuyển cá mập đây. Gần trưa, Tề lân rốt cục phát sóng. Vừa mới phát sóng, khán giả chờ trong phòng truyền hình trực tiếp liền sao động tệ lân, hưng phấn bắt đầu phát biểu. Nghe danh mà đến, chủ trì còn sống không? Qua, wow, chủ trì gầy yếu như vậy, làm sao ở Đông Quốc sống qua một ngày? tê cái khách sạn cũ nát này, chủ trì trâu bò, cái này cũng dám ở. 666, người dẫn chương trình lại sống qua một đêm. Người dẫn chương trình may mắn, giành bất hư truyền. Thật đấy, đi mua vé số đi. Sống là tốt rồi, người dẫn chương trình mau đến nhà hàng hải sản mờ mờ, tôi muốn xem phần tiếp theo. Trên lầu đừng khuyến khích người dẫn chương trình mạo hiểm, người dẫn chương trình đã xảy ra chuyện, anh phải chịu trách nhiệm pháp lý đúng vậy người dẫn chương trình ngàn vạn lần đừng đi tôi quét tên lửa cho cậu nhanh chóng mua vé máy bay về nhà chỉ ngồi trên giường khách sạn số người xem trực tiếp trong phòng tề lân liền tăng lên từ một vạn đến một vạn từ mười vạn đến ba mươi vạn các loại lễ vật lớn nhỏ như bông tuyết bay múa có khuyên tề lân nhanh chóng trở về còn có khuyến khích tề lân đến nhà hàng hải sản mờ mờ vô cùng náo nhiệt các gia đình tối qua không ăn cơm ngủ thẳng đến trưa mới dậy tôi chuẩn bị đến nhà hàng hải sản mờ mờ quẹt thẻ tề lân cười tủng tỉng chào hỏi khán giả vậy thì đi ps lão tác giả chất lượng có bảo đảm một nghìn hoa tươi thêm càng một chương một trăm phiếu đánh giá thêm càng một chương nói được làm được ps không nhìn đã nghiền các huynh đệ có thể đi xem tác giả 200 vạn chữ hoàn tất sách cũ nhân vật phản diện. Không có đạo đức, sẽ không bị bắt cóc, click vào tác giả bút danh Đồ Tề Trạng là có thể tìm được. Toàn bộ quá trình tự tay viết, tuyệt không viết hộ, yên tâm ăn.